Xin chào mọi người. Như video trước mình có giới thiệu về module cảm ứng chạm TTP223. Hôm nay mình sẽ làm demo một cái công tắc dựa trên cảm ứng chạm TTP223. Công tắc này mình làm bằng chất liệu mica, dùng máy cắt laser để cắt. Video hôm nay mình chỉ giới thiệu về phương pháp làm công tắc chạm để dùng nút cảm ứng TTP223 chạm để bật tắt công tắc. Còn video sau mình sẽ thêm chức năng nữa là thêm một cái module wifi để điều khiển công tắc qua wifi và công tắc chạm TTP223 này. Đây là công tắc sau khi mình đã làm hoàn thành và test thử cho các bạn xem. Quá trình cắt laser khung và mặt công tắc cảm ứng. Hiện tại mình đang tận dụng đế âm silo nhà mình có sẵn, thì mình cắt laser cái mặt công tắc này vừa cái đế âm silo hiện tại của nhà. Đây là các chi tiết sau khi đã cắt laser xong. Nếu bạn nào cần bản thiết kế này, hãy bình luận dưới video, mình sẽ gửi cho bản thiết kế, nhưng bản thiết kế này chỉ phù hợp với lại cắt laser. Đây là mặt công tắc cảm ứng. Ta bắt đầu đi vào quá trình ghép các chi tiết. Bây giờ chúng ta đi ghép các chi tiết của mặt công tắc. Sau khi ghép xong thì mặt công tắc sẽ như thế này. Tiếp theo ta sẽ ghép phần khung của mặt. Tiếp đến là phần bảo vệ và cố định các module. Xong phần khung công tắc, đến phần đấu nối các module. Đấu nối như video trước, ta dùng module TTP223 điều khiển relay bật tắt thiết bị. Video sau mình sẽ ghép thêm module wifi này để điều khiển công tắc từ điện thoại và máy tính, dùng kết hợp cả bật tắt bằng cảm ứng của công tắc. Ta bắt đầu đấu nối các module. Sau khi đấu nối xong, ta kiểm tra lại hoạt động của mạch.
mạch hoạt động đúng đã bắt đầu ghép thành công tắc hoàn chỉnh. Đây là mô đun hạ áp 220V xoay chiều thành 5V một chiều dùng cho các mô đun. Ta kiểm tra lần cuối hoạt động của công tắc trước khi sử dụng liền các thiết bị. Bước cuối cùng là đấu nối với hệ thống điện điều khiển thiết bị. Cảm ơn mọi người đã xem video.